Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ năm, ngày 14 tháng 12 năm 2023. Loan Lộc kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và luôn thật nhiều niềm vui. Và sau bản tin chính, kính mời quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Theo một cuộc nghiên cứu mới, chế độ ăn rau, trái cây, hạt nhiều sẽ giảm 24% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Liên minh đổi mới chuẩn bị phòng chống dịch bệnh, nghiên cứu, tạo ra vaccine mRNA, không cần sử dụng kim. Âm mưu xả súng đền thờ do Thái ở Ohio, thiếu niên 13 tuổi bị truy tố. Làm thiệt mạng một hành khách, tài xế Lyft gốc Việt bị phạt lao động công ích. Hai người thợ săn ở Montana bị truy tố vì bắn trộm 3.600 con chim có cả đại bàng. Tòa án New York trái, 4 tiếng sau phiên tòa xử cựu tổng thống Donald Trump, thẩm phán Arthur Engoron di tản, kẻ đốt lửa đã bị bắt. Tòa án tối cao ở New York mở đường cho đảng Dân Chủ, vẽ lại bản đồ bầu cử. Thượng viện thông qua dự luật quốc phòng trị giá 886 tỷ đô la. Theo một cuộc thăm dò, cựu tổng thống Donald Trump dẫn trước tổng thống Biden ở 7 tiểu bang quan trọng, trung bình là hơn 5,28 điểm. Los Angeles, miền Nam California, hàng chục người bị bắt vì biểu tình chặn xa lộ, kêu gọi ngừng bắn. Giai đoạn lấy lời khai trong vụ án dân sự chống lại cựu tổng thống Donald Trump đã hoàn thành. Đồng đô la suy yếu, thúc đẩy sức mạnh của vàng. Tin ngắn về tình hình liên quan chiến sự tại Trung Đông. Nga đưa vào sử dụng chiếc tàu không người lái đầu tiên vào chiến tranh thử nghiệm. Putin nói sẵn sàng ban giao với Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu nhưng mối liên quan giữa Mỹ và Nga sẽ cải tiến sau bầu cử năm 2024. Theo ông Putin, cuộc chiến ở Ukraine có thể được giải quyết bằng đối thoại hoặc bằng vũ lực. Bốn bộ trưởng Nhật từ chức vì vụ gây quỷ mang tài tiếng. Tin Việt Nam, tài tử Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh mất việc sau vụ bê bối ở Tây Ban Nha. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của chiều ngày hôm nay, theo một cuộc nghiên cứu mới, chế độ ăn rau, trái cây, hạt nhiều sẽ giảm 24% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Các nhà nghiên cứu cho biết ăn nhiều trái cây tươi, rau và hạt có tác dụng bảo vệ ngay cả đối với những người có thể có di truyền mắc bệnh tiểu đường hoặc những yếu tố nguy cơ béo phì, tuổi cao hoặc là không hoạt động thể dục thể thao. Và lần đầu tiên, các nhà nghiên cứu đã xác định được những cải tiến sức khỏe từ chế độ ăn dựa trên thực vật sẽ bảo vệ một người khỏi béo phì, theo báo cáo được công bố trên tạp chí bệnh tiểu đường và chuyển hóa số tháng 1. Các nhà nghiên cứu cho biết rằng những điều này bao gồm việc cải tiến quá trình xử lý lượng đường trong máu cũng như chức năng gan và thận sẽ hoạt động tốt hơn. Liên minh đổi mới chuẩn bị phòng chống dịch bệnh nghiên cứu tạo ra vaccine mRNA không cần sử dụng kim. Theo CEPI, Liên minh đổi mới chuẩn bị phòng chống dịch bệnh Coalition for Epidemic Preparedness Innovations CEPI, lúc đầu công ty sẽ cung cấp tới 1,2 triệu đô la để giúp nghiên cứu cấu trúc 3D của hạt nanolipid chứa mRNA, LMP của Jurada do Quantum Biosciences cung cấp thành một màng mỏng chịu nhiệt sẽ giảm bớt các rắc rối liên quan đến bảo quản và vận chuyển đông lạnh đối với vaccine được chích bằng kim và ống chích truyền thống. LMP là hệ thống được sử dụng để phân phối mRNA và sở hữu các đặc tính có thể gây đông máu hoặc kích hoạt hệ thống miễn dịch. Ingrid Coleman, quyền giám đốc chuỗi cung ứng và sản xuất vaccine của CEPI cho biết, việc phân phối vaccine cũng quan trọng như việc nghiên cứu vaccine để ứng phó với một cuộc khủng hoảng mới. Vì vậy, trong khi vaccine mRNA nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao sáng vào thời kỳ bùng phát đại dịch COVID-19, thì việc phân phối rộng rãi trên toàn thế giới lại bị cản trở, chủ yếu do nhu cầu bảo quản đông lạnh. Khoản đầu tư ban đầu của CEPI sẽ giúp sản xuất màng mỏng, đồng thời tài trợ cho các nghiên cứu để xác định xem liệu màng mỏng đó có ổn định hiệu quả vaccine mRNA, từ đó sẽ đưa vào dữ lưỡi hay không. CEPI tuyên bố rằng nếu công thức mới được thành công trong các thử nghiệm, nó có thể thúc đẩy việc tiêu thụ vaccine ở những khu vực còn do dự chích ngừa và cho phép mọi người chủ động chích vaccine. Bà Croman đã nói, màn mỏng độc quyền của Jurata có thể thay đổi cách chúng tôi lưu trữ, phân phối vaccine mRNA, thúc đẩy kế hoạch chuẩn bị cho đại dịch nhằm đẩy nhanh tốc độ cũng như ứng phó với các bệnh dịch và đại dịch trong tương lai, đồng thời nâng cao có được vaccine dễ dàng. CEBI là một sự đồng thuận cộng tác với quỹ Bill and Melinda Gates Welcome, chính phủ Na Uy và Ấn Độ cùng với những thành viên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Quỹ Gates đã thông báo trong một thông cáo báo chí vào tháng 1 năm 2022 rằng họ và Welcome đã cam kết giúp đỡ 300 triệu đô la cho CEPI để đối phó với đại dịch COVID-19 và đẩy nhanh quá trình chuẩn bị cho các dịch bệnh. Âm mưu xả súng đền thờ do Thái ở Ohio, thiếu niên 13 tuổi bị truy tố. Một thiếu niên 13 tuổi bị bắt và bị cáo buộc lên kế hoạch xả súng đền thờ do Thái ở Ohio, theo hồ sơ tòa án. NBC News đưa tin ngày thứ Năm 14 tháng 12, người thiếu niên này bị truy tố tội gây hoảng sợ và gây rối trật tự công cộng. Cả hai đều là tội tiểu hình vì lên kế hoạch chi tiết xả súng vô tín đồ tại đền thờ Temple Israel ở Canton, phía nam của Akron. Cảnh sát không công bố tên của bị cáo vì lý do pháp lý. Theo cáo trạng, thiếu niên chia sẻ kế hoạch trên mạng Discord, nơi nhiều kẻ xả súng trước đó từng bàn kế hoạch và đôi khi là tư tưởng cực đoan trước khi ra tay. Kế hoạch xả súng chi tiết tại đền thờ Temple Israel của thiếu niên này đã được báo cho cảnh sát và chúng tôi lập tức điều tra theo hồ sơ sở cảnh sát Stark County, SCSO, nộp lên tòa án của quận hạt. SCSO phát giác ra mưu đó vào ngày 1 tháng 9 và thông báo cho hệ thống trường học, và trường học lập tức báo động, theo hồ sơ. Mặc dù vụ này xảy ra hơn một tháng trước chiến tranh Israel và Hamas nổ ra vào ngày 7 tháng 10, thiếu niên này bị truy tố giữa lúc những vụ tấn công mang tính bài do Thái, cũng như nạn bạo lực chống Hồi giáo gia tăng ở Mỹ từ cuộc chiến tranh bắt đầu. Liên đoàn chống phỉ bán Cleveland đã lên mạng xã hội X cho hay họ kinh hoàng khi nghe tin này và cảm ơn giới chức công lực điều tra kỹ lưỡng. Và đối với thanh thiếu niên như bị cáo này, chúng tôi hy vọng đây là bài học. Thu ghét đe dọa trên mạng xã hội, cũng như ngoài đời, không thể và sẽ không được tha thứ, liên đoàn này đã cho biết thêm. Ngày 20 tháng 11, người thiếu niên ra tòa sơ thẩm và theo lịch bị xét xử vào ngày 20 tháng 12 sắp tới. Làm thiệt mạng một hành khách, tài xế Lyft gốc Việt bị phạt lao động công ích. Một người đàn ông gốc Việt, từng là tài xế xe lift, đã nhận tội vào tuần này và lập tức bị phạt 250 tiếng để lao động công ích vì ngủ gục, gây tai nạn, làm chết hành khách ở Tustin hai năm trước, theo nhật báo The Orange County Register ngày thứ Tư 13 tháng 12. Vào thứ hai, bị cáo Andy Văn Phạm, 32 tuổi, nhận tội lái xe vô ý, tông chết người và tàn trữ chất cấm. Cả hai đều là tội tiểu hình. Theo thỏa thuận nhận tội, Andy được xóa tội tàng trữ dụng cụ làm ma túy và khai gian với cảnh sát. Cả hai cũng là tội tiểu hình và lỗi quẹo hoặc chuyển đường không an toàn. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 7 giờ sáng ngày 4 tháng 4 năm 2021, gần ngã tư đường Jamboree và đường Patriot. Cảnh sát Testing cho hay, ông Andy ngủ gục và tông xe vô cột đèn. Cảnh sát cho biết, vụ tông xe đã làm cho bà Margie Quibo, 70 tuổi, cư dân Testing, hành khách của ông bị thương nặng và qua đời, theo sở cảnh sát Orange County. Ông Andy bị kết án 44 ngày tù cho tội vô ý làm chết người nhưng được trừ thời gian ngồi tù trước khi nộp tiền thế chân tại ngoại. Ông cũng bị kết án một tháng tù cho tội tàn trừ chất cấm, nhưng sẽ không phải ngồi tù nếu hoàn tất lao động công ích hạn chót là ngày 11 tháng 6 năm 2024. Sau vụ tai nạn thì ông Andy không còn làm việc cho Leaf nữa. Hai người thợ săn ở Montana bị truy tố vì bắn trộm 3.600 con chim có cả đại bàn Hai người đàn ông phải đối diện với án tù nhiều năm và số tiền phạt lên tới 250.000 đô la sau khi bị Bộ thẩm đoàn liên bang ở Montana truy tố. Simon Paul và Travis John Branson bị buộc tội săn trộm đại bàng hối và đại bàng vàng tại khu bảo tồn người da đỏ Flathead và những nơi khác từ tháng 1 năm 2015 tới tháng 3 năm 2021 và sau đó đã bán chúng trái phép trên thị trường chợ đen, theo bản cáo trạng được đăng tải trực tuyến bởi Daily Montanen. Trong quá trình điều tra, cơ quan thực thi công lực phát giác các tin nhắn từ Branson và những người khác mô tả việc săn bắt đại bàng bất hợp pháp bằng cách tuyên bố đang ở đây phạm trọng tội và nói với người mua rằng ông đang đi săn để lấy lông đuôi của đại bàng bán trong tương lai, bản cáo trạng nêu rõ hai người bị truy tố một tội âm mưu, hình phạt là 5 năm tù và tiền phạt là 250.000 đô la và 13 tội buôn bán trái phép đại bàng hối và đại bàng vàng. Hình phạt cho hành vi phạm tội lần đầu là một năm tù và phạt tiền 5.000 đô la. Bản án thứ hai và các tội trạng còn lại là 2 năm tù và phạt 10.000 đô la. Cùng với một tội vi phạm đạo luật Lacey si về động vật hoang dã có giá trị thị trường vượt quá 350 đô la với hình phạt là 5 năm tù phạt và tiền là 20.000 đô la. Đạo luật Lacey chống buôn bán trái phép động vật quan giả, cá hoặc là cây cối. Bản cáo trạng nêu chi tiết bán 13 bộ phận hoặc toàn bộ con đại bàng hối và đại bàng vàng với ngày tháng bị săn trộm. Từ tháng 1 năm 2019 tới tháng 3 năm 2021, Simon Paul sống gần Ronan tại khu bảo tồn người da đỏ Flathead và ông là một tay súng và là người vận chuyển những con đại bàng hói và vàng cho Travis John Branson. Bản cáo trạng viết, khi Branson tới khu bảo tồn người da đỏ, Paul đã gặp gỡ, giết và vận chuyển, tuồn những con đại bàng hói và đại bàng vàng để bán vào thị trường chợ đen trong tương lai. Vào ngày 13 tháng 3 năm 2021, Brandon và Paul đã dùng con nai bị giết trước đó để dẫn dụ đại bàng và bắn chết một con đại bàng vàng vào ngày hôm đó. Paul và Ransom được triệu tập tới tòa án ở Missoula vào ngày 8 tháng 1 để luận tội. Tòa án New York trái, 4 tiếng sau phiên tòa xử cựu tổng thống Donald Trump, thẩm phán Arthur Engoron di tản, kẻ đốt lửa đã bị bắt. Thẩm phán Arthur Engoron đã di tản khỏi tòa án New York ngày thứ tư sau khi một đám cháy nhỏ bùng lên tại tòa án, 4 tiếng đồng hồ sau phiên tòa xét xử cựu tổng thống và Trump Organization có phiên điều trần. Theo Business Insider, vụ cháy xảy ra cùng với tầng của phòng xử án. Tờ báo cho biết, thẩm phán Enguren đang ở trong phòng thay đồ thì nghe thấy tiếng la hét trên sàn của tòa nhà và được hộ tống ra khỏi tòa án một cách an toàn. Bản tin cho biết tiếp rằng thẩm phán không biết về bất cứ mối đe dọa riêng tư nào vào thời điểm mà ông di tản. Hai quan chức tòa án nói với tờ báo, việc di tản được thúc đẩy bởi một người đàn ông đã tạo ra một đám cháy nhỏ bằng cách đốt giấy tờ. Người đàn ông chưa được xác định danh tính và không phải là nhân viên của tòa án đã bị bắt. Theo Business Insider, nhân viên cứu quả và cảnh sát đã nhanh chóng ứng phó với vụ việc. Vào khoảng 5 giờ chiều, thẩm phán và các nhân viên khác của lầu 4 được phép đi vào để thu dọn đồ đạc trước khi rời đi trong ngày. Hiện vẫn chưa rõ điều gì đã thúc đẩy người đàn ông đó phóng quả. Bài báo cũng nói thêm rằng không ai bị thương trong vụ việc này. Tòa án tối cao ở New York mở đường cho Đảng Dân chủ vẽ lại bản đồ bầu cử. Tòa án tối cao của New York vào ngày thứ Ba 12 tháng 12 đã hủy bỏ bản đồ quốc hội của tiểu bang, một quyết định cuối cùng để mở đường cho cục lập pháp do đảng Dân Chủ kiểm soát, vẽ một bản đồ bầu cử mới giúp cho đảng Dân Chủ có lợi thế hơn trong năm 2024, theo Reuters. Một bản đồ mới được đảng Dân Chủ vẽ ra có thể lật đổ đến 6 chiếc ghế do đảng Cộng Hòa nắm giữ vào năm tới, đủ để thay đổi cán cân quyền lực trong Hạ viện, vốn đang tranh chấp sát nút vụ này nằm trong số các cuộc chiến pháp lý trên khắp quốc gia có thể dẫn đến vẽ lại các bản đồ tranh cử quốc hội mới ở gần 10 tiểu bang, khiến làm thay đổi cục diện bầu cử trước cuộc chiến tranh giành quyền kiểm soát Hạ viện sẽ diễn ra gây gắt. Trong quyết định 4 trên 3, Tòa kháng án New York là tòa án cao nhất của tiểu bang đã ra lệnh cho ủy ban chịu trách nhiệm khởi động lại quá trình vẽ bản đồ trước năm 2024 như lời yêu cầu của đảng Dân Chủ bất cứ đường ranh giới tranh cử quận hạt nào do ủy ban đưa ra cuối cùng phải được phê duyệt trước cơ quan lập pháp. Vấn đề phức tạp này bắt nguồn từ năm 2022 khi ủy ban tái phân chia khu vực được cử tri thông qua vào năm 2014 trong cố gắng loại bỏ tình trạng phân chia ranh giới đã không có sự đồng ý chung về bản đồ sau khi bế tắc giữa hai đảng phái. Cơ quan lập pháp của tiểu bang đã tiếp quản tạo ra một bản đồ nhằm mục đích mang lại lợi thế cho đảng Dân Chủ ở 22 trong số 26 địa hạt của tiểu bang. Tòa phúc thẩm đã ra phán quyết trong quyết định 43 vào năm ngoái rằng các nhà lập pháp đã không tuân theo thủ tục thích hợp khi ban hành bản đồ Kết quả là một nhà chuyên môn do tòa án chỉ định đã vẽ ra một bản đồ mang tính cạnh tranh hơn nhiều, mang lại 11 ghế cho đảng Cộng hòa, khiến cho đảng Dân Chủ đề đơn kiện thách thức việc sử dụng bản đồ này vào năm 2024. Sau đó, một thẩm phán cấp tiến đã được thay thế dẫn đến quyết định vào hôm thứ Ba đem lại lợi thế cho phía đảng Dân Chủ. Ba thẩm phán còn lại đều không đồng ý với phán quyết vào hôm thứ Ba cho rằng bản đồ do tòa vẽ nên được giữ nguyên trong phần còn lại của thập niên. Dân cử Cộng hòa đại diện New York tại Quốc hội đã phản đối quyết định này, dân biểu Elise Stefanik, thành viên của Đảng Cộng hòa ở Hạ viện, cáo buộc đảng dân chủ chính trị hóa tòa án. Đảng dân chủ hoàn nghênh phán quyết này. Dân biểu Hakim Jeffrey, người đứng đầu dân chủ tại Hạ viện, đại diện cho các khu vực phía đông, khu vực Brooklyn cho biết, họ sẽ bắt đầu có trình vẽ bản đồ công bằng để mang đến cho người dân New York cơ hội bầu ra vị dân cử xứng đáng. Thượng viện thông qua dự luật quốc phòng trị giá 886 tỷ đô la. Cuộc bỏ phiếu thông qua đạo luật ủy quyền quốc phòng NDAA là 87 trên 13. 6 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, 6 thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã bỏ phiếu chống lại dự luật Dự luật sẽ được chuyển qua Hạ Viện. Dự luật phải đối mặt với sự phản đối tại Hạ Viện từ các nhà độc pháp cực hữu. Dự luật sẽ được chuyển qua Hạ Viện. Ngoài việc giữ tài trợ cho các chương trình và chính sách của Bộ Quốc phòng, dự luật quốc phòng sẽ cấp hàng chục tỷ đô la cho phi cơ và tàu chiến, đồng thời tăng lương cao lịch sử là 5,2% cho quân nhân. NDAA cũng chú ý đến việc củng cố an ninh quốc gia của Hoa Kỳ ở ngoại quốc 11,5 tỷ đô la để ngăn chặn Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và 800 triệu đô la khác để giúp đỡ cho Ukraine. Theo một cuộc thăm dò, cựu tổng thống Donald Trump dẫn trước tổng thống Biden ở bảy tiểu ban quan trọng, trung bình là hơn 5,28 điểm. Theo một cuộc khảo sát mới, cựu tổng thống Trump đang dẫn trước tổng thống Biden ở bảy tiểu bang quan trọng, gây lo ngại cho ban vận động tái tranh cử của tổng thống Biden chỉ vài tuần trước khi bắt đầu mùa bỏ phiếu sơ bộ. Tờ báo The Hill ghi rằng cuộc thăm dò được công bố ngày thứ Năm từ Morning Concert và Bloomberg News cho thấy Tổng thống Biden đang thua cựu Tổng thống Trump với trung bình là 5,28 điểm ở 7 tiểu bang, được khảo sát bao gồm North Carolina, Georgia, Wisconsin, Nevada, Michigan, Arizona và Pennsylvania. Cựu tổng thống Trump dẫn đầu mạnh nhất trước tổng thống Biden ở North Carolina với 11 điểm, tiếp theo là Georgia với 7 điểm. Các cuộc thăm dò cho thấy, cựu tổng thống Trump đang dẫn đầu ở Wisconsin với 6 điểm và Nevada với 5 điểm. Vị trí dẫn đầu nhỏ nhất của cựu tổng thống là ở Michigan và Arizona, dẫn đầu là 4 điểm và 3 điểm. Kết quả là từ một cuộc bỏ phiếu giả định bao gồm các ứng cử viên dẫn đầu bảng là Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump cũng như các ứng cử viên khác của bên thứ ba là ông Robert Francis Kennedy Jr, Conor West và Jill Stein. Ngoài ra còn một số tùy chọn để người tham gia chọn ứng cử viên chưa được liệt kê hoặc trả lời là không biết hoặc không có ý kiến, hoặc là chọn từ bỏ hoàn toàn việc bỏ phiếu. Ông Kennedy nắm giữ khoảng 1 phần 10 cử tri trên khắp tiểu bang quan trọng. Los Angeles, miền Nam California, hàng chục người bị bắt vì biểu tình chặn xa lộ, kêu gọi ngừng bắn. Cuộc biểu tình ngăn chặn một phần của xa lộ 110 ở trung tâm thành phố Los Angeles vào sáng ngày thứ tư, lúc 9 giờ rưỡi sáng, nhiều người biểu tình cầm biển hiệu đứng và ngồi trên xa lộ chặn mọi hướng giao thông đi về phía nam một nhóm có tên là if not now tự mô tả mình là một phong trào của người do thái ở hoa kỳ ủng hộ việc chấm dứt sự giúp đỡ của mỹ đối với cuộc chiến của israel ở gaza đã nhận trách nhiệm về cuộc biểu tình là người do thái chúng tôi không thể ngồi yên nhìn người dân gaza bị bỏ đói và tàn sát mang tên chúng tôi và với tư cách là người mỹ Chúng ta không thể để Biden và Quốc hội gửi thêm hàng tỷ đô la tài trợ cho tội ác chiến tranh của Israel. Chúng tôi đã đóng cửa xa lộ để kêu gọi ngừng bắn nào, điều mà 66% người Mỹ ủng hộ, theo nhóm này đã viết trên X đã có báo cáo về cuộc phản đối ban đầu giữa người lái xe hơi và đoàn biểu tình. Một đoạn video cũng cho thấy một người đi xe gắn máy giữa một nhóm người biểu tình trên xa lộ. Cảnh sát đã nói với người biểu tình rằng việc tụ tập là trái pháp luật và yêu cầu họ di chuyển, nhưng nhóm này vẫn tiếp tục ngồi trên xa lộ. Tại một thời điểm, cả nhóm đã đặt một chiếc menorah là khung đèn cày biểu tượng cho đạo Do Thái trên xa lộ và được cho là đang tụng kinh gì đó, nhưng không rõ họ nói gì. Video cho thấy cảnh sát đã còng tay một số người biểu tình và dẫn họ đi vào khoảng 10 giờ sáng. Giai đoạn lấy lời khai trong vụ án dân sự chống lại cựu tổng thống Donald Trump đã hoàn thành. Vụ việc đã kết thúc vào ngày thứ Tư ngày 13 tháng 12 theo Reuters. Vụ án do bà Letitia James, Bộ trưởng Tư pháp New York đệ trình, yêu cầu tòa án phạt cựu tổng thống ít nhất là 250 triệu đô la và hạn chế việc kinh doanh của cựu tổng thống tại New York vụ án cáo buộc cựu tổng thống nói dối về giá trị tài sản của bản thân để lừa gạt ngân hàng. Cho tới nay, cựu tổng thống Donald Trump vẫn không nhận tội và phủ nhận mọi cáo buộc, đồng thời gọi vụ án này là lừa đảo. Thẩm phán Arthur Engoren, người chủ trì vụ án, sẽ đưa ra phán quyết bằng văn bản sau khi kết thúc phần tranh luận vào ngày 11 tháng 1. Bà James cho biết vào ngày thứ tư rằng phiên tòa đã tiết lộ toàn bộ hành vi của cựu tổng thống Trump. Trong khi đó, luật sư của cựu tổng thống Donald Trump nói rằng phiên tòa kéo dài 11 tuần xác nhận không có gian lận dưới bất cứ hình thức nào đối với các chủ ngân hàng mà cựu tổng thống Donald Trump đã vay nợ. Đồng đô la suy yếu thúc đẩy sức mạnh của vàng Giá vàng hiện tại của chiều ngày hôm nay là 2.036 đô la cho một ounce. Lượng vàng mua vào kỷ lục của các ngân hàng trung ương phản ánh mức tăng 14% với mức của năm 2022 cho thấy nhu cầu dự trữ cũng như việc giảm đầu tư vào trái phiếu chính phủ vốn đã tạo ra những khoản thua lỗ trong hai năm qua và chiều hướng nắm giữ vàng ngày càng gia tăng một loại tài sản mà bảo đảm được sự ổn định và có sức mua tăng lên theo thời gian ngay cả bitcoin cổ phiếu và trái phiếu đều có mối tương quan trực tiếp với hy vọng về nguồn cung cấp tiền lớn hơn và lãi suất thấp hơn nhưng không có loại tài sản đầu tư nào trong số này là phương cách hiệu quả để bù đắp cho sự phá hủy liên tục và không thể tránh khỏi của các loại tiền tệ Xét đến việc các ngân hàng trung ương đang tìm cách áp dụng các loại tiền kỹ thuật số của riêng họ, vàng một lần nữa chứng minh rằng vàng là tài sản thiết yếu trong danh mục đầu tư trong bối cảnh các nhà đầu tư cố gắng thoát khỏi sự sụp đổ của tiền tệ như chúng ta đã biết. Năm 2023 đã chứng minh lạm phát là mối đe dọa lớn nhất đối với người dân. Năm 2024 tới có thể cho thấy mất giá tiền tệ là rủi ro hàng đầu mà các nhà đầu tư nên suy nghĩ tin ngắn về tình hình liên quan chiến sự tại trung đông Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày thứ Năm lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ của chính phủ Anh đối với giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine, phù hợp với lập trường của Tổng thống Joe Biden, nói với các ký giả ở Finchley, London. Ông kêu gọi lệnh ngừng bắn để cho phép thả và trao đổi thêm con tin giữa Israel và Hamas. Tất nhiên, Israel có quyền tự vệ trước một cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng mà họ phải hứng chịu. Nhưng như tôi đã nói, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào tuần trước, Israel phải thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa có sẵn để bảo vệ mạng sống của dân thường vô tội, ông Sunak nhấn mạnh. Bình luận của ông được đưa ra sau khi đại sứ Israel tại Anh Zibi Hotovali đã nói rằng quốc gia của bà sẽ không chấp nhận giải pháp hai nhà nước sau khi chiến dịch tại Hamas kết thúc. Bà khẳng định các cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 cho thấy người Palestine không bao giờ muốn có một nhà nước bên cạnh Israel vì chính quyền quốc gia Palestine PNA không lên án vụ thảm sát này. Phó giám đốc chính trị Hamas mousa Abu nói với Nikki Asia rằng nhóm đã sẵn sàng đàm phán để thả thêm con tin, nhưng chỉ thông qua đàm phán. Nhận xét của ông là một phần của cuộc thẩm vấn ban đầu thực hiện vào ngày thứ hai nhưng công bố vào ngày thứ năm. Theo ông Abu Mazouk, Hamas nhận được sự giúp đỡ quốc tế rộng rãi, bao gồm cả từ Trung Quốc. Ông nói rằng chúng tôi có mối liên quan tốt đẹp và bền chặt với Trung Quốc. Đại diện của Hamas cũng đã phủ nhận những tin tức dân thường là mục tiêu cố tình trong vụ tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10. Ông cũng bác bỏ thêm tuyên bố rằng các chiến binh Hamas đã đầu hàng và sử dụng dân thường để làm lá chắn cho con người. Chúng tôi đã chiến thắng ngay từ ngày đầu tiên của cuộc chiến này, ông đã nói. Nga đưa vào sử dụng chiếc tàu không người lái đầu tiên vào chiến tranh thử nghiệm. Putin nói sẵn sàng ban giao với Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, nhưng mối liên quan giữa Mỹ và Nga sẽ cải tiến sau bầu cử năm 2024. Theo ông Putin, cuộc chiến ở Ukraine có thể được giải quyết bằng đối thoại hoặc bằng vũ lực. Mikhail Denilenko, giám đốc nhà máy chế tạo Kinchisev, KMZ đã nói với RIA rằng Thuyền không người lái đầu tiên của Nga, hay còn gọi là xuồng không người lái trên mặt biển Sea Surface Drone, đã được chế tạo và sẽ được gửi đến khu vực hoạt động đặc biệt để thử nghiệm. Tên của con tàu không người lái đang trong quá trình hoàn tất, với tên gọi là BBKN, Oduvachik, là từ viết tắt có nghĩa là Thuyền Chở Hàng Không Người Lái Tốc Độ Cao. Tuy nhiên cô cho hãng tin biết rằng, con tàu không người lái sẽ được Bộ Quốc phòng Nga sử dụng sau khi thử nghiệm đầy đủ và 10 chiếc tàu không người lái như vậy vẫn chưa được chế tạo. Những chiếc tàu này được cho là có tốc độ tối đa là 80 cây số một giờ và dự trữ năng lượng với phạm vi hoạt động là 200 cây số. Kỹ thuật vận hành không người lái sẽ được sử dụng làm nền tảng cho phi cơ không người lái trên không và chống lại phi cơ không người lái. Tổng thống Nga Putin vào hôm thứ Năm cho biết Nga sẵn sàng xây dựng mối băng giao với Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Nhưng việc bình thường quá mối băng giao không chỉ phụ thuộc vào chúng tôi. Ông cáo buộc Hoa Kỳ đã ép buộc chúng tôi và gây ra cuộc chiến ở Ukraine bằng cách giúp dàn dựng một cuộc đảo chính ở Ukraine vào năm 2014, đồng thời cho rằng các đồng minh của Liên minh châu Âu cũng góp phần trong đó. Tuy nhiên, ông Putin thừa nhận Mỹ là một quốc gia quan trọng và cần thiết trên thị trường thế giới. Đó là lý do tại sao Nga sẵn sàng đàm phán khi các điều kiện được đáp ứng. Ông cho biết chủ nghĩa đế quốc của Mỹ đang gây tổn hại cho cả Nga và Mỹ và rằng mối ban giao của hai quốc gia sẽ được cải tiến sau những thay đổi nội bộ ở Mỹ, mặc dù ông không nói rõ liệu cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ vào năm 2024 có ảnh hưởng đến mối ban giao này hay không. Putin nói rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể được giải quyết bằng đối thoại hoặc bằng vũ lực. Ông nói mục tiêu của Nga không thay đổi và hoạt động quân sự đặc biệt của Nga sẽ tiếp tục cho tới khi đạt được mục tiêu. Ông nói thêm rằng kể từ hôm nay không cần huy động lính thêm. Putin nói Ukraine đang hứng chịu rất nhiều sự tàn phá, bao gồm cả thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp. Ông cũng nói kinh tế Ukraine bế tắc vì hầu như không có hoạt động sản xuất nào vào lúc này và sống nhờ vào quà tặng miễn phí nhận từ phương Tây. Bốn bộ trưởng Nhật từ chức vì vụ gây quỷ mang tai tiếng. Ngày thứ Năm 14 tháng 12, bốn bộ trưởng trong nội các chính phủ Nhật đã từ chức sau những vụ gây quỹ đầy tai tiếng hơn 500 triệu đồng yên, tương đương 3,4 triệu đô la, đã chui tọt vào quỹ đen của các vị bộ trưởng sau 5 năm trời lơ lửng cho tới năm 2022, BBC đưa tin. Công tố viện Tokyo đã mở cuộc điều tra tham nhũng liên quan tới vụ này. Tà báo tài chính Nikki cho hay, đây là đòn mới nhất dán vào chính phủ đang mất điểm của Thủ tướng Nhật Fumio Kishida. Với tỷ lệ chấp thuận của người dân đang giảm sút, tỷ lệ ủng hộ đảng cầm quyền dân chủ tự do chấp chính từ năm 1955 đến nay đã tụt xuống mức 30% lần đầu tiên kể từ năm 2012. Cuộc thăm dò của thông tấn xã NHK cho biết ngày thứ Ba, Đồng lý văn phòng phụ thủ tướng kiêm phát ngôn viên chính của chính phủ Hirokazu Masumo, cánh tay mặt của thủ tướng Kishida là nhân vật tai tiếng nhất trong bốn vị bộ trưởng nói trên. Bộ trưởng Kinh tế và Kỹ nghệ Yasutoshi Nishimura, Bộ trưởng Nội vụ Shunji Suzuki và Bộ trưởng Nông nghiệp Ichiro Miyashita cũng đã rời chức vụ vào ngày thứ Năm. Thêm vào đó, 5 vị phụ tá bộ trưởng và một phụ tá bộ trưởng bên cạnh quốc hội, từng phục vụ dưới thời cố thủ tướng Shinzo Abe cũng đã từ chức. Những lời tố cáo dẫn tới vụ từ chức cho thấy vẫn còn một số tiền gây quỹ khác được đưa vào quỹ đen của các thành viên nội các, Kishida, nhưng cho tới nay vẫn chưa được phanh phui. Tin Việt Nam, tài tử Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Ho Hoài Anh mất việc sau vụ bê bối ở Tây Ban Nha một năm rưỡi sau khi cùng bị cáo buộc cử nhân một thiếu nữ ở đảo Mallorca, Tây Ban Nha, tài tử Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã bị mất công việc. Tên tuổi của Hồng Đăng được biết đến qua những bộ phim Thư Ngày Nắng Về, Cầu Vòng Tình Yêu. Còn Hồ Hoài Anh là giám đốc âm nhạc của các game show ca hát trên truyền hình. Theo một tờ báo trong nước vào ngày 14 tháng 12, Hồng Đăng đã nghỉ việc tại nhà hát kịch Hà Nội từ năm ngoái, nhưng cho tới hôm nay tin này mới được chính thức xác nhận. Thậm chí trang web của nhà hát còn loại bỏ Hồng Đăng khỏi danh mục nghệ sĩ từng cộng tác. Cùng thời điểm, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cũng đã không còn làm giảng viên tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Để giữ thấy diện cho hai người, bản tin của các báo ở Việt Nam ghi rằng hai người đã chủ động xin nghỉ việc một bài báo khác đã cho rằng hai người đã phải trả giá đắt cho vụ bê bối hồi năm ngoái bản tin viết hồng đăng đã phải trả giá sau câu chuyện ở tây ban nha khi nghề diễn với nam diễn viên này giờ đây gần như đóng lại nghỉ việc ở nhà hát kịch hà nội giống như dấu chấm hết sau khi nam diễn viên này bị cắt bỏ hàng loạt phân cảnh của vai đức trong bộ phim thương ngày nắng về còn Hồ Hoài Anh được cho là chịu thiệt hại ít hơn về mặt công việc, khi ông này vẫn tham gia nhiều dự án sau vụ ồn ào. Có thể kể đến vai trò giám đốc âm nhạc cho concert của ca sĩ Hoàng Thùy Linh gần đây. Tuy vậy, ông Hồ Hoài Anh không chỉ mất việc làm mà còn tan vỡ gia đình. Ca sĩ Lưu Hương Giang, vợ cũ của ông hồi tháng 5, đã ấp mở với các bài báo rằng hai người đã ly hôn và ứng xử văn minh trong chuyện chăm sóc hai đứa con gái. Hiện chưa rõ là Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh có trở lại đảo Mallorca, Tây Ban Nha để hậu tòa hay đã được dàn xếp thỏa thuận nhận tội mà không công bố trên giới truyền thông. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Xin chào Hồng Loan Bảo Lộc, mong Hồng Loan Bảo Lộc giúp đưa tin này tìm chú Thiếm Phương có hai đứa con, con trai tên Tuấn và con gái tên bé Chi. Anh đi Mỹ năm 1993, từ đó không gặp nữa. Lúc ở Việt Nam thì chú Thiếm bán hủ tiếu bò kho trước nhà số 8 Lý Nam Đế, phường 7, quận 11 ở Sài Gòn, gần bệnh viện chợ rẫy. Nếu nghe được tin này hoặc quý vị có biết, xin chú Thiếm và quý vị hãy liên lạc qua địa chỉ email lưu tấn phước 2003 nguyễn gmail.com cảm ơn hồng loan bảo lộc nhiều lắm bảo lộc xin được nhắc lại anh lưu tấn phước muốn tìm chú Thiếm phương có hai người con con trai tên tuấn và con gái tên là bé chi anh đã đi mỹ từ năm 1993 từ đó không gặp nữa Lúc ở Việt Nam thì chú Thiếm bán hủ tiếu bò kho trước nhà số 8 Lý Nam Đế, phường 7, quận 11 ở Sài Gòn, gần bệnh viện chợ rẫy nếu chú Thiếm hoặc ai nghe được tin này biết được chú Thiếm đang ở đâu, xin liên lạc email lưu tấn phước 2003 nguyễn gmail.com Bảo Lộc và Hồng Loan kính mong quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi, ngày hôm nay buổi chiều của ngày thứ năm cuối tuần rồi Loan ơi. À, chiều ngày thứ năm cuối tuần rồi. Ừ. À, chiều ngày thứ sáu Loan Lộc sẽ có chương trình livestream với sự trở lại của Tam Ca Bất Chấp. <laughs> Xin quý vị hãy yêu cầu những bài hát về Giáng sinh Lan Lộc cùng với Trady sẽ gửi tặng đến quý vị. Ừ. Nghe nhạc Giáng sinh cứ mình thấy nôn nao quá. Mấy ngày nay mình đi lên xe đó quý vị, mở radio lên thì nghe toàn là nhạc Giáng sinh. Nghe nó, nó hay hay làm sao? Đúng rồi. Giống như là Tết mà mình nghe nhạc xuân vậy đó. À. Thì uh, Giáng sinh mà nghe những cái nhạc này, bé hồn mình nó lân lân sao luôn. Đúng rồi, cái mùa này đúng là cái mùa đẹp nhất trong năm đó ừ. quý vị ha. Rồi, làm gì? Đổ hả? Đúng rồi. Đổ đi. Lâu là không đổ loạn. Rồi, đổ đi. Thử tài loạn. Mấy lần trước mấy câu đợt đố quá đơn giản đi. Bởi vậy khán giả nói Lộc đừng có uh, kiểu thương Lon quá cho Lon những cái câu nhắm mắt trả lời cũng được. Ngày hôm nay Lộc đố loạn câu hóc búa hơn. Hóc búa hả? Ừ. Sợ quá. Nha. Nghe đơn giản nhưng mà đừng có nghĩ là đơn giản nha, nó rất là hóc búa. Ok. Đố thơ thơ nha Lon. Thơ. Trời ơi. Đố loan câu đố đầu tiên. Cái gì bằng đất nặng ra? Xếp vào lò lửa, nung ba bốn ngày. Khi ra, má đỏ hay hay. Khi vuông chẳng chặn, mang say cửa nhà. Đó là cái thứ gì? Bốn, ba, hai, một, Rèn hết giờ. Hấp bú quá. <laughs> cái gì? Nên này chắc người hồi học mẫu giáo có học rồi cái gì lộc đã nói trước với loan rồi loan nghe thấy nó đơn giản nhưng không phải là như vậy có thể là Để gọi là hóc búa thì có thể là nó khác ờ, ừ. đọc lại nghe thử vậy? nghe lại nha à. cái thứ gì bằng đất nặng ra ừ. xếp vào lò lửa nung ba bốn ngày ừ. căng ha khi ra má đỏ hay hay khi vuông chằng chặn mang xây cửa nhà đó là cái thứ gì bốn ba hai một ren hết giờ gạch hả viên gạch cái gì cục gạch cái gì cục gạch cái gặp? nhiên gạch đỏ để xây nhà đó ở ở việt nam mình xây nhà là cái gạch đỏ mà có bốn lỗ đó là nặng ra từ đất đem vô nung mấy ừ. ngày hồi xưa vậy không biết giờ có thay đổi không ha nung mấy ngày đem ra xây nhà câu cục. trả lời cuối cùng cục gạch cho trả lời lần nữa đó viên gạch chính xác Quá. <laughs> rất là hóc búa quý vị sao câu hỏi lọc rất là hóc búa làm căng dễ sợ căng ha ừ. rô đai thôi quý vị thường là cũng vậy đó thường có đầu nó rất đơn giản nhưng mà cậu sao mình phải chú ý hơn đố loan câu gì nha cũng thơ luôn đố loan đây là chữ gì không sắc thì chỉ là ba đến khi thêm sắc quá ra rất nhiều bỏ đuôi mới thật là siêu, lớn hơn cả tổng của hai chữ đầu. Đó là chữ gì? Bốn. Rối quá à, nói ba, lại đi. Không hai, sắc. Một. Ừ. Chưa? đủ căng quá. Căng quá. Xe cứu thương tới xe chợ Hồng Loan kìa. Xe cứu thương chạy xe báo. Căng đầu quá. Báo động luôn đó. đủ Loan nha. Không sắc thì chỉ là ba. Đến khi thêm sắc quá ra rất nhiều. 3 bỏ đuôi mới thật là siêu lớn hơn cả tổng của hai chữ đầu đó là cái chữ gì thêm sắc thì là ba ừ thêm gì không sắc là ba đến thêm khi sắc thêm sắc quá ra rất nhiều là bá <laughs> thêm sắc là bá bỏ đuôi mới thật là siêu lớn hơn cả tổng của hai chữ đầu không sắc thì ồ oh, ba ba thì đâu được không sắc là ba ừ <laughs> cái gì mà nhức đầu nhức đầu quá cần lòng kêu abolan chạy lại không không sắc đó. là số ba đúng không hồi nãy vừa mới nói thêm dấu sắc thì là hơn là gấp đôi ừ còn nếu mà bỏ cái đuôi thì là không phải bự. thêm sắt thì quá ra nó rất nhiều nhiều ừ thì uh... mà bỏ đuôi mới sạch là siêu tổng của nó đó, đó lớn còn hơn hai cái chữ đầu à cái sau là cuối cùng á ừ. là bỏ cái đuôi đó thì mới là lớn hai hơn hai chữ đầu lớn hai con số đúng không số ba số ba ba bờ ba <laughs> còn gì nữa bốn ba ba hai một ờ, nhất đầu kêu xe gấp cứu đi đi <laughs> giải thích luôn đi mệt quá không sắc thì chỉ là 3. Ừ. Ừ. Đến khi thêm sắc quá ra rất nhiều. Bỏ đuôi mới thật là siêu, lớn hơn cả tổng của hai chữ đầu chính là chữ tam. 8 Tả. 8. không có như không. không sắc, nó chỉ là 3, 3 là tam. Ừ. Thêm sắc thì là lớn hơn cái chữ đầu là ừ. 8. Nhưng mà bỏ cái chữ đuôi á thì nó lớn hơn cả hai chữ này cộng lại tá tá mười ừ. cái thờ nó rối quá thì đó bởi vậy abu lăng nó chạy ngang <laughs> hình quá xe abu lăng chạy đi rồi ngày hôm nay lộc loan kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nhỏ nhỏ kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc loan lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và chia sẻ cho chương trình của loan và lộc luôn mong nhận được like share subscribe và view từ quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại